chụp xua bá chụp biệt xua bá à cá dương vô từ bay vô từ nhâm chỉ mùi nó mình chốc rồi còn lụa dương thường lụa xem xem rồi còn dương nhâm chia salad mà nè bá hay à cá ní bá nè chmu viên ní cá ní chmu là cork screw bá nè cork screw hay bị miếng pi bá nè pi pu đôi khi nè bẹt bẹt có vấn đề bớt ra chỉ tinh kho bằng phần tinh kho đôi khi chúng tinh như này mình bán nhám thế bán nhám đặc bấy bún bún pha mê anh ấy cái hàng snail vine bạn nhé walk chong dây pi vi đôi khi yết đôi khi chong vi anh chẳng bạn nhé vấn đề ní nó chẹp ôn khi nhom anh ấy à vi lươn anh ấy ní nó tụm bay off phải chỉ bay bún ngày muốn này lấy muốn này là màu là pink tia này bạn nhé chẳng vấn tha lo vấn đề hello everyone. You know what these are? These are called cork screw vine. Okay, they are edible flowers. You can eat these flower with pressed noodle or Khmer called the krung, or you can eat it with chicken salads, okay? So you can garnish your dish with these flowers, okay? They are sweet. So, very sweet. So there are two kinds, okay? One, this one is a cork screw vine. It will grow very wild, okay? So the snail vine grow very, very slow and only a few flowers to eat. So I'm going to show you. This is my sister-in-law house. And the one I have at home is a snail vine. I don't like it. I love this. So good. Make chicken salad out of it. Thank you, and I'm going to show you how to eat. Bà đội bạn khơi cho mình này cá lang là oi mình tên. Bà nãy có mà xôm có mà tinh khô bà nè. Hay là chạm mở YouTube bà phần khiếm. Khiếm nên chấm riêng. Oi tinh à phui là o. Còn tinh à phui tròn. Bà nè. Tinh phui tròn bà phôn phía xa một toàn tê. Hãy bật tập tinh bút nè, pram nè nhằm ọ phong, mơ nè. Bây buôn thay môn nước chứ mà bây mà đo người ta. Lực tích. Mơ lỡ mày. Màu. Phở mang ngay tiệm máu. Lực bây sạp bao ngay. Không tốt ọ tiệt. Mơ nè. Hãy bỏ đến dây tới nè. Đó dương tập bia tới đôi sạch đáy chân á. Đôi dương nhằm sạch đáy chân. Phần tay vì mê rô chết phá em. Bà đó. อันนี้มีรสชาติแปมให้ทั้งอ่ะชองนึงพี่มีนดูท่าคลั่นกระโอมตีงตีปันแต่ปากโดยที่ไม่บดมานะนั่นแหละปั๊มสปองมาได้ปุ๋ยมาปั๊มเอาไปเอาขี้ฟองช่วยนะบ้านช่วยนะบางทีต้องยำตัวเนี่ยยำจอมขัดเวียกับกูดเวียยำตัวยี่ต้องตะเพียต้องดูสไลด์จังเนี่ยเนี่ยโดยยังตะปีสไลด์สไลด์กู้ยังSo as you can see here, I got a bag. Pick more. A friend of mine asked if they can have some. So if you like eating these, if you never ate it, try it, okay? And I'm going to show you the right one, okay? Well, what kind to buy, okay? So make sure you buy the corkscrew one. I bought these from Home Depot. And it doesn't come all the time, so if you get lucky, you can find some. I've been going to Home Depot for a few days now. I couldn't find any. So I'm gonna go and check one more time.บาดไฟกานี้โดยเขียนมันจมเรียบจังเขียนเตเต็งมอปีโฮมดีโปให้จีบภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันเรียกยังนะให้ภาษาญี่ปุ่นโฮมดีโปอัดมีนให้จีบมีนเดอร์โลให้เปเปอร์เลียเวียร์เดอร์เวียร์เมาส์นั่นเป็นเหมือนเมาส์ระดองไงยูยูต้องเคยเมาส์มาดองมันแต่เอาเลยบางคนทำไมยังเดือดลองบิดแล้วสกอตชันนะแต่เมาส์มวยเต็งมวยปีเต็งปีเต็งออลิงเพราะฉะนั้นเหรอบ้านนี่ยายเต้ช่างเจียมกาเมื่อกาสักแค่เลื่องๆในสักแมวสนาวกาสนาวช่างเจียมกาสนาวบ้าน
Anh cầm pen. Chai, chai, lọc, lọc. Bây giờ nó đuôi tay hả? Bây giờ nó bà, đột chứ mà chúng mình đi bùi. Cái nhà bùi chóng, bạch bóng bồn của xa tê. Nhưng lời nó chúng đã có bao chỗ được không? Nâng tới chúng khơi bùi viên nè. Và nè bỏ xa này bóng bồn trong bà xa tràn hay bà xa màn ó. Ní chung mua về. Và nè bà thái tên nhạc chóng kì hai thà snail vine và nâng mình bán phá xa đây bà ná bà check low hay nâng Home Depot bà sẵn là dưới bóng phô nâng sọc máy xong mình tạp phêch tốt chìm chùi ở bàn tế còn bà sẵn là chìm miên bóng phô nâng mà đấy chứ ná khi ai phía bùi tư bàn bà phía bùi tư bàn chẳng anh chìm ca snow dưới chẳng anh ná bà ná chẳng anh ná nè tập pia cút với thức đối xử đại sắp với lớp phạm bà đó sắp phạm bà xong một chạm mà đo hay mà đo tiền hai bữa thay thua là bói nó mà chọc bà ná nhiên nó mong rô chiếc thuyền pi bà ná rô chiếc thuyền pi nhằm cho môi nó mà chọc bà khi mà mình xài lụa đấy bà ná khi mà xài làm bày ỏi bóng bốn tính tam tì mũi nhằm chanh tì pi làm ó trời phía dưỡng rồi có mục phía dưỡng bà ná nè hay à thì tha ban khơi như mình men chuyện đang chơi đấy nè bạn nè mình đang chơi đi bà đang chơi mà đam nó ngọt đồng ngọt tới khi mà ở phố nó người đam đam tới vì bia lang mình phải thông đi bia lang đam chơi đi bên tùm lốp đam mà xây cái nút tí đó phần cái cắt chào đó bao đây nè ôi một cái lốp so did I speak English? I'm sorry about it. Where is it at? Okay. So, if you would like me to speak English, so this is the name. Okay. This is the name. It grow very wild. Buy this kind and you will get a result like this. Grow really fast. So if you buy the snail vine, you're not going to have any. Okay, and I'm gonna show you. I have one pot at home that I planted about a year and a half ago, and it looks like dead. Okay, so I'm gonna show you. Check this out, man. I came about what 4 days ago. I picked about a bag full. Now I had like 2 bags already. So once again, check Home Depot. If you don't have it, if they don't have it in Home Depot, check low. And it does not come all the time. Okay, if you get lucky, you get 1 or 2 pot. Okay, it's about what, $25? Yes? $29. Excuse me, it's about $29. Okay, but bong phone come out. No long beat, but I just sums up the ladder, but I'm paying both here. But. Come on, Pat. Hay à, miền mà phá cái ông mà phá cái bóng phôn không ai yên là bây nha bà, lòng bê. Bà, ở lấy xong ở con trang bà ná. Ở lấy school hơi, ở lõ, hay chăm à lươn. Chăm chúc khi nơi chắc chăm rồi, bà ná, xong ở con. I'll see you at home and I'm gonna show you the slowest one, the snail vine. Bà xong chìa bóng phôn không ai xuống chăm ta, chmô viên không ai hạ sấy. Bất cứ khi thà chúa robot cá này không ai nhưng mình chúa tế bạn á khi ông bỏ prai tranh máu vì chúa phần viên nó American này khai thà snail vine mình này thà khi ông hai thà snail nó bị chòng bạn á por ấy vì đâu hả vì chỉ war nó bị dứt bể khai với snail bạn chỉ chòng mà nói khi ông có đại chúa viết thà war chòng hay là môi tiết cork screw vine nâng cô vì ở miền chùa đây mà để càng có bản tế đang phí đến việc đôi khi bị bật cá còn thà mà đang vì vía lươn mà đang vì vía dữ và nó mà nói từng phí nâng khi chúng ta chúng ta thập cao walk tròn và ở môi vía lươn ở môi vía dữ ở nhà dữ và nó và hơi môi tiếng chúng phố khmai dân rồi nơi nơi lòng bị nè mà rích nâng và nó để thật khi nhằm đi nó kìa hãy đập cá swai và cá swai mà nói
chế thật tự tinh phá xoáy xoáy phá xoáy ở xoáy nhằm tới bây giờ bà nó bà bù bà nó tập mọt bà nó bây giờ bà anh chơi hàm anh thà và chú mô hàm rịt càng bất đục chung rịt mà đón hàm đón tiền mùi cái cork screw vine mùi tiết nó hàm snail vine hay bà thay chú mô khám ác khi ông đã ai tổng tiên nó bỏng walk chong à mùi vía lướt mùi vía dịt bà nó xong bỏ cần. So if you ask me, okay, what is the name for the Cambodian? For the Cambodian name, what is it called? There is no name, okay? The Cambodian in Long Beach, they call these purple flower, okay? So these, and don't make mistake, okay? Don't go to a Home Depot and buy, you know, if you see purple flower, just buy and eat it, okay? So I don't recommend that, okay? The only two edible that I know, okay? That I know I am eating, okay, a corkscrew vine and snail vine. So I name both of them in the Cambodian name, I named them snail vine. Okay, I named both of them snail vine because one grows fast and one grows slow. Okay, so, and also, okay, like I said, I eat this, okay, so it's up to you. I'm just saying, okay. These are edible to me, okay? To you, I'm not telling you to eat it. Okay, so let me be clear, okay? These purple flower are edible, okay? To me, okay? I'm not recommending you to eat it, okay? I'm not telling you to eat it, okay? But these, to me, I can eat this, okay? So here it is, okay? It tastes like beans, but it's sweet, okay? So, once again, it's up to you. I'm just showing it to you. And that's it. Thank you so much. Bà đôi bạn khuyên cho bạn á, pka walk chong bà đã dùng dột máu nhằm chiền lụa của bán, dùng dột máu lùm o cho mùi mà hốp, hai nhằm cho mùi mà hốp của tập bạn này bạn á, bà này dễ tiếp tỏ, bà hai nhằm cho mùi tập riêng của tập bạn này bạn á, bà xong ở cùng.